Lạch để đủ điều kiện sẽ thi đấu ở vòng đấu thứ hai. Bất ngờ có bàn thắng cho các cầu thủ Kiên Long Bạch Kiên Giang. Rất nguy hiểm như chúng tôi nói, Suleiman, một cái tên mà chắc chắn các cầu thủ sân Hoàng Nhan sẽ phải để ý tới. Kiên Long Bạch Kiên Giang đã có bàn thắng vô cùng bất ngờ. Chúng ta hãy cùng xem lại. Cú trích mũi giày rất nhanh, một pha lốp bóng qua đầu thủ môn của đối phương đã khiến cho thủ thành của sông Lam Nhan chỉ còn biết đứng nhìn.